Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian vừa qua, nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã trốn đi Campuchia, Thái Lan với mong muốn có một cuộc sống sung sướng, không phải lao động. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại, những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên hiện cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn bên đất khách quê người. Để giúp quý vị hiểu rõ về tình trạng này, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi về một trường hợp công dân người dân tộc thiểu số ở Thái Lan vừa quay trở về quê hương. Trở về từ Thái Lan sau một thời gian rời bỏ quê hương, đi tìm kiếm miền đất hứa, đi tìm một cuộc sống giàu sang, phú quý nơi đất khách quê người. Thì tôi thấy là rất là cực khổ, giấy tờ không có, rồi công việc làm cũng xin đi làm thì cũng chỗ nhận chỗ không, mà nhiều lúc bản thân em cũng đâu có dám đi làm. Thì rõ ràng mình không có giấy tờ hợp pháp thì không những mình sợ công an Việt Nam mà cũng sợ công an Thái nữa. Cái đó là anh em cũng biết rồi. Nghĩ biết, nghĩ buồn. Vì bên đây thì thấy anh về thì thấy mừng lắm. Cả đứa cháu nữa thế này. Ngồi từ ngồi đường vào tới nhà luôn mà. Nhưng giờ đây, đối với A Đông, những khoảnh khắc như thế này mới là đáng giá nhất. Trước ông rồi, cháu nội cháu ngoại rồi, giờ mình đi để buồn. Trở về với quê hương, A Đông chia sẻ những gì mà bản thân đã trải qua. Theo như chúng tôi được biết thì những người dân tộc thiểu số mà tham gia trốn qua Campuchia, Thái Lan thì đều có những đối tượng cầm đầu đứng phía sau tổ chức hướng dẫn chỉ đường. Đúng rồi, cái đó thì anh không biết cụ thể nữa. Mình chắc chắn thì điều đó phải có cái sự tác động rồi, có sự tác động bên ngoài. Khi mà tới đó thì họ mới biết được cái khổ, mà mới về không được nữa. Bây giờ, mà mỗi lần đi như vậy họ phải mất mấy chục triệu vậy đấy. Đó, 3-4-50 triệu thì không biết cái chuyện đấy, nhưng mà chắc chắn phải có. Đã không đi giấy tờ phải mất tiền. Mất chi phí. Kể cả mình không biết là số tiền họ đưa bao nhiêu, nhưng mà đã không đi, không có giấy tờ là có nghĩa là đã mất tiền. Không ai mà đưa mình không ạ. Đúng rồi. Đấy. Còn người mà đi có giấy tờ thì mình không nói. Cái đó đi bình thường, một công dân hợp pháp thì đi bằng giống như là cái người bình thường thôi. Mình đi lại cũng giá bao nhiêu, mình đi bao nhiêu thôi. Những thằng phần mà đi gọi đường chui là chắc chắn cũng phải 3-4-5 triệu, 3-4-5 triệu, không khỏi đâu. Anh có nhận xét như thế nào khi một số thành phần xấu thì luôn luôn là tuyên truyền bà con người dân tộc thiểu số ở đất nước Việt Nam nói chung và ở tỉnh Kon Tum nói riêng là hãy vượt biên qua nước ngoài để có một cuộc sống sung sướng, không phải làm việc gì. Anh có nhận xét như thế nào về cái câu nói này? Cái này thì theo cái quan điểm tôi mà cá nhân theo cái sự trải nghiệm của mình nữa thì tôi cũng muốn gửi tức là truyền tải một thông điệp trong cái sự hiểu biết của mình. Thì những cái đó thì chẳng qua là cái lời họ đã dụ dỗ, tất nhiên thì họ phải nói những cái lời ngọt ngào, nói những cái gọi là gọi cái tương lai gọi là sáng sủa sáng ngời cho mình. Thực tế mình xét bản thân mình làm đó, mình
khả năng chỉ bằng đó đến đó là cũng vậy thôi, thậm chí là không có việc làm nữa. Đấy, không có việc làm nữa, mình đừng có mơ mộng mà có để mà đi đó mà có cuộc sống sung sướng. Bây giờ thì không có, có thể cách đây 20 năm thì cũng có khả năng được là nó có thể được. Bây giờ tràn lan cả người Mexico, người về tùm lum tà la hết. Chứ đang rên rỉ, người nước Mỹ cũng đang rên rỉ vừa rồi này. Hiện tại là cuộc sống của những người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên mà hiện cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan thì cuộc sống như thế nào? Và 5 người quê quán ở Kon Tum như A Ngo, A Thú, A Chửi, A Hân, A Mích thì cuộc sống ở bên Thái Lan có tốt không? Và họ đã phỏng vấn xin quy chế tị nạn đi nước thứ ba hay chưa? Và họ có nguyện vọng muốn quay trở về Việt Nam hay không? Nhưng mà cái cuộc sống thì nói chung 10 năm đó là rất là chật vật, không đi làm, khó khăn, đi làm không có, không dám đi làm, đi làm đã 20 lần bị công an Thái chí, 20 lần, nói 20 lần bắt không dám làm, kiểm tra mỗi lần gặp kiểm tra giấy tờ thì mà đi làm, mà gặp đi làm thì nó lại bắt rồi nó đưa vào IDC, trung tâm giam giữ người nước ngoài đó. Cho nên là anh em ở đó họ không có dám đi làm. Không dám đi làm thì nhờ cái tiền, họ lại ăn cái tiền mà trợ giúp từ bên ngoài, giống như nhà thờ hoặc là bên chùa từ thiện gì đó thôi. Nói chung cuộc sống thì rất là khó khăn thật sự, không có, có phải là đơn giản đâu. Khó khăn thật sự. Thì họ vừa rồi tôi cũng có là khuyên giống như cho anh em thôi, mạnh dạn mình về. Mình cứ mạnh dạng mình về đi. Nếu mà xem xét thế nào mình đăng ký mình về đi, đừng có cố mà theo cái tư tưởng mình trước đây kêu là đi Mỹ tới đó là còn khổ nữa. Thế thì khi về tới tỉnh Kon Tum, anh được là cán bộ hướng dẫn và chính quyền thì tạo mọi điều kiện cho anh quay trở về sinh sống cùng gia đình mình, thì anh có cảm nhận như thế nào về cái việc đấy? Thì khi mà tôi bước vào Việt Nam qua cửa khẩu Lào, qua cửa khẩu Bờ Y thì tôi thấy nó rất hạnh phúc, nó vui. Thì lúc đó tới Kon Tum thì có bên, thì dù sao thì dù thông báo thì bên an ninh họ cũng biết mình về, mà bên được quản lý địa phương họ biết, thì tôi đang trên đường về thì tôi cũng gọi luôn, gọi cho anh Bình, anh Bình thôi. Như vậy anh về rồi, thì kêu là thế là tới đâu rồi, tới đó rồi ra đón. Thì lúc đó thì tôi tới bến xe thì Bình ra đón sau đó đưa về tới nhà. Thì ở đây tôi cũng rất là cảm ơn là cơ quan anh và nói chung và chú Bình nói riêng đã nhiệt tình giúp đỡ cho tôi là được sum họp với gia đình. Khi anh quay về cùng gia đình mình thì gia đình anh có cảm nhận như thế nào? Vui, rất vui. Vui, cháu ngoại, cháu nội thì còn ở đây, còn nhỏ chưa biết, cháu ngoại vui mà cảm động muốn khóc luôn, ôm luôn. Kêu về miết. Cháu ngoại á, con của con gái. Mấy đêm nay ngủ với ông, không ngủ với mẹ nữa. Không về ngủ với mẹ nữa, ngủ với ông biết, còn nhỏ mà. Nhớ lắm, rất là hạnh phúc. Mình cũng hạnh phúc mà con cháu mình hạnh phúc nữa. Vợ, chị cũng vui nữa. Thế hiện tại thì cuộc sống của gia đình anh ở địa phương thì như thế nào? Và chính quyền địa phương có chỗ hỗ trợ cho gia đình anh việc gì không? Nói chung thì sáng nay thì bên bí thư xã cũng ra nói chuyện, cũng động viên, an ủi, cũng khuyên, cũng cảm ơn, cũng không có vấn đề gì, cứ làm ăn bình thường với gia đình. Tất nhiên là mình đi như vậy thì tự rằng không có người tác động, tự họ lại nghĩ người tác động, nhưng thật ra không phải. Nhưng bây giờ đi thấy về được về. Cái vấn đề địa phương hiện tại thì cũng không có cái gì khó khăn, không có gây khó khăn cho mình. Không có gây khó khăn. Họ rất vui, họ rất mừng khi mà chính là bà con trong nhà, anh em cũng vui. Bản thân anh nhận thức được là cái việc mà trốn qua Thái Lan và cư trú bất hợp pháp để được hưởng quy chế tị nạn đi nước thứ ba là cái điều
xa vời đúng không anh? Anh có lời khuyên và nhắn nhủ gì đối với những người dân tộc thiểu số hiện tại ở trên đất nước Việt Nam không? Trên đất nước Việt Nam thì mình đừng có mơ tưởng mà nghĩ đi nước ngoài nó sướng. Lâu nay chắc mình lầm tưởng là đi nước ngoài nó sướng. Bây giờ mình cứ nghe, thứ nhất là bên ngoài thì nó khu trương nói nên nó làm cái này giải hình kêu mình dụ dỗ thì nó làm vậy thôi, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Bây giờ mình nên sáng suốt lại, mình sống ở cái đất nước của mình, là tôi thấy là về đây nó thoải mái mọi mặt. Còn cái nước ngoài thì bây giờ mình nói về thời gian đi làm á, mình chỉ cần trễ một ngày là ngày thứ hai, trễ một ngày hai, một ngày mình không đi làm, ngày thứ hai thứ ba mình không có lý do gì nữa. Đó, đã đuổi việc thì không thể xin chỗ nào được. Đấy, không xin chỗ nào, mình lúc đó thì có đi lườm rác, đi là gọi là homeless, là vô gia cư thôi. Vô gia cư. Đấy. Giờ đây, miền đất hứa đối với A Đung không đâu xa, đó chính là gia đình, buôn làng. Qua câu chuyện mà A Đung vừa chia sẻ, hy vọng sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai còn mơ tưởng về cuộc sống sung sướng, giàu sang mà không cần lao động ở nơi đất khách quê người. Mong tin con hai hàng lệ tuôn rơi.